À, chị hai đi lần đầu tiên đi cắp treo. Chị hai ra Hội An. Hai cảm thấy như thế nào hả? Quá là sợ. Sợ gì? Cho hai qua vui đây lắm. ngồi với. Nè, qua đây cho tao. Vui lắm, đi này vui lắm. Thôi, cái nó lên cao nè. Ủa anh? Này nó có sót cái gì đâu? Sót rồi đó. Cái gì? Nó cầm cái có sót đồ anh. Ăn đồ uống gì đâu? Có sót đồ ăn gì đâu? Ra khỏi chỗ này nó bắt đầu lên nhanh, đi nhanh đi con này. Nó lên nhanh rồi kìa. Sao nóng như vậy? Chưa, ra khỏi chỗ này. Đây nè, trong đây nè. Nó hồng đúng rồi. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè ba. Nó hồng ở nhà lên đó. Cặp kia thích lắm con. Dạ. Đi máy bay hết mà. Con như đi máy bay lần nào sao mà con biết được. Chuẩn bị chạy nhanh nè. 1 2 3 ưa. Lên cầu già vàng chứ. Bên kia là có một cái cáp đi thẳng luôn. Thế là chạy nhanh nè. Không, mình đi từ từ. Chạy nhanh nè. Dạ. Chạy nhanh nè. Bay đang bay. Sao vậy? Giống máy bay không? Nó bay lên bên kia kìa. Sao nó lên bên kia là các đi thẳng là đi xuống. Nó cho mình xuống. Không, nó cho xin nó đi cũng được. Ôi, mỗi người một bên. Sao nó lên bên kia? Có hai cáp ha, bên kia một cáp nữa. Cáp đi thẳng kìa, này cáp đi trên. Nó lên cao quá mẹ ơi, nó quá. Thế nào? Thích thiệt nhưng mà sợ. Sợ gì đâu, thấy bình thường nè, đó gì đâu. Giống máy bay bay chứ cái gì vậy? Giống máy bay. Ừ. Nó ù tai rồi. À, nó kìa cái bậc đúng không? Ui, suối kìa. Ồ, wow. Ồ, cái gì? Banana Hill. Nó ù tai quá mẹ ơi. Mình đi cắp này là đi cắp thường chiến. Cảm giác thật là thích đúng không? Nói của cô Lưu Biêu. Cô nó đã qua đầu nó. Nó quá gần lại rồi. Mẹ ơi, mẹ nếu xíu nữa có hồ bơi mẹ cho con tắm nhé. Đã quá thì nó làm thế. Ờ, nhất cả đầu. Cái gì không con? Qua cho miếng nước qua. Cho cho uống nước con. Mẹ uống đi. Của con mà. Hả? Con bỏ vô đó mà. Trời ơi. Nó ù tai rồi. Cái ù tai gì? Sao nó rỉnh. Đi lên núi mà không cần phải leo núi hả con? Xong chứ mà đi leo núi này chắc xỉu luôn. Leo núi chắc chết luôn á. Thôi được rồi, không quay nữa hè. Tắt được rồi. Hết pin.